Tất cả các bác nha, sáng nay là ngày 17 tháng 1, hôm nay em lên em lại thanh lý xả cho các bác một cái lô hàng các bác nhé. Toàn hàng VIP rồi, các bác ưng em nào thì nhanh lên liên hệ. Số điện thoại em là 0383 440 440. Đây. Con đầu tiên lên luôn một con GC máy Thụy Sĩ các bác nhé. Con này không có điểm gì để chê hết ạ. Này bác ngắm nhìn mặt vuông này chất chưa đấy, một em GC các bác nhỉ, cọc số La Mã, nước vàng hồng rất là đẹp luôn. Máy là máy Thụy các bác nhé, là máy Thụy đấy, chống nước 100 m, sấu ít mét các bác nhé, dây khóa nguyên zin luôn. Đẹp đẹp không có từ để nói đâu nhé, cực kỳ chất luôn, bộ núm của nó giá trị không, đeo lên tay này sang lắm ạ. Em đo sang này các bác này, con này size 40. Con này mã 70. Size 40. Bao lâu này em để bác cái giá là 2 triệu 6 bác nhé. 2 triệu 6 một con GC máy Thụy các bác nhé. Có nghe không nhầm đâu ạ. Nhé. Mã 70 này, size 40, 4 triệu 2 em xả bác con này, còn 2 triệu 6 bác nhé. 2 triệu 6. Ok chưa? Bán cho các bác về chơi Tết các bác nhé. Tiếp tục cho này lên đường nốt các bác nhé. Một em t-shirt này, hàng chính hãng luôn các bác nhé. Máy Thụy Sĩ. Đấy, con này hai bộ dây. Đấy. Đây là một em t-shirt. Đấy, Powermatic 80 bác nhá, cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng của Thụy Sĩ luôn. Đẹp, phải nói quá đẹp quá. Đẹp, có nhiều bộ máy nó có nhiều nghiền luôn này. Đấy, mặt kính sapphire nhá. Đấy, chống nước 50 mét các bác nhá, một con hàng chính hãng của Thụy Sĩ luôn. T-shirt Powermatic 80. Độ đẹp của này thì không có từ để chê nhé. Đẹp mê man luôn. Con này full hộp sổ đầy đủ bác nhá, không thiếu có gì hết. Giá là 12 triệu này. Đấy, xả còn 12 triệu nhá, xả 14 này, size 40 còn 12 triệu. Này đánh những bác con này mà con mã 71. Size 40, bao lấy con này em để bác giá 9 triệu nhá. 9 triệu một con t-shirt hàng chính hãng Thụy Sĩ các bác nhá. Đấy, được chưa? Đấy, giá đầu tiên của nó là bác này 32 triệu nhá. Đó giá đầu tiên đấy, lúc mới về từ năm kia bác ạ. Lúc mới cái dòng này mới về. Mã 71 này, size 40 giá 9 triệu. Đây, tiếp tục lên cho các bác một con Takeuchi. Đấy, một con hàng chính hãng của Takeuchi, con này chạy máy Thụy Sĩ nhá, cơ automatic tự động bác nhá, một con hàng chính hãng của Takeuchi. Đấy, con này chạy máy là máy Thụy nhá, nó cái gì cái dây nó này nhìn sướng không. Đấy, dây khóa này nhìn sướng đời thật đấy, máy con này cực đẹp quá nhá, máy 5 tầng nhá.
Đấy, máy 5 tầng Thụy Sĩ nha. Takeuchi. Con này thì các bác bế ngay về cho em, vì con này rất là hiếm đấy các bác nhé, thật sự rất là hiếm. Bác nào tay nhỏ nhỏ đẹp đẹp 34 này, 3440 nhé, size của nó size 3440, mã 72, size của nó là 34 trên cho 40 này đó. Con này ngày hôm nay em để bác có cái giá cực kỳ mềm luôn, 6 triệu thôi nhé, 6 triệu một con hàng chính hãng của Takeuchi, máy là máy Thụy Sĩ thôi nha. Mã 72, size của nó là 3440, giá 6 triệu. Tiếp tục em lên cho bác một con Jado này, mặt hổ phách các bác nha. Đấy, Jado hai cá ngựa mặt hổ phách này. Cơ auto mà thích tự động các nha. Đấy, một con cơ tự động này. Đây một em Jado có nha, mặt hổ phách nhé. Rất là đẹp. Hai ô lịch nhân lịch lịch đứng này. Góc 6 giờ. Dây khóa nó nguyên này. Đấy. Đấy, Jado. Cực kỳ chất luôn. Con nào tay nhỏ nhỏ đeo này đẹp lắm luôn nhé. Đấy. Đấy, con tay nhỏ nhỏ đeo này cực đẹp luôn này. Size của nó là 36, 36 trên 40 với nhé, size 36 trên 40. Mã 73. Trên cho 40. Ba lấy con này ngày hôm nay em để cái giá rẻ cực rẻ luôn không nhé. Đấy. 3 triệu tư không nhé, 3 triệu tư con này, một con hàng chính hãng của Thụy Sĩ nhá, Jado ạ. Mã 73 này, size 3640, giá 3 triệu tư. Đây lại một em Dufa hàng chính hãng của Đức nhé. Đấy, một em Dufa này hàng chính hãng của Đức luôn. Cơ auto thích động đó nha, một con hàng chính hãng của Đức luôn, Marin gạc Mani đây, Dufa. Con này size của nó là size 41. Mã 74. Đấy, size 41 này. Bao lấy con này ngày nay để nó giá 5 triệu thôi nhé. 5 triệu cho nó mất đồng hồ luôn. Mã 74 này. Size 41 giá 5 triệu. Tiếp tục lên cho bác một con Armani máy Thụy Sĩ bác nha. Một con hàng chính hãng Armani, nhưng con này là máy Thụy Sĩ nhá. Đây ạ. Armani. Đấy. Một ô của lịch nó góc 3 giờ, cọc số La Mã nhá. Đây ạ, máy nó là máy 5 tầng Thụy Sĩ các bác nhá. 25 chân kính. Được đẹp luôn. Cái này size của nó là size 42 các bác nhé, size 42. Mã 75.
Size 42. Bác lớn này có để bác giá 5 triệu nhé. 5 triệu một con Armani máy Thụy Sĩ các bác nhé. Đấy, bác nghe không nhầm đâu ạ. Máy Thụy Sĩ mà giá 5 triệu bác biết cái nào rồi đúng không ạ? Mã 75 size 42 giá 5 triệu nhé. Một con Armani máy Thụy Sĩ. Tiếp tục một con Thụy Sĩ nữa. Hôm nay em lên cho bác toàn Thụy Sĩ này. Này các bác, đấy. Một con Enromotic các bác nhé, Enromotic này, đấy. Một con hàng chính hãng của Enromotic nhá, con này máy của nó là máy Thụy Sĩ các bác nhé, máy 5 tầng Thụy Sĩ luôn, cơ tự động, này, automatic nhé. Con này bộ máy nó đẹp lắm, có nhìn này, đấy, automatic nhỉ. 25 chân kính của Thụy Sĩ nhá, chống nước 50 m, thép của nó toàn thể bộ thép 316 này. À, con này chống nước 200 m các bác nhé. Con này chống nước 200 m, dòng thợ lặn rồi. Con này núm là núm núm xoáy nhá, núm núm cổ chai nhá, phải vặn ra các bác mới mở được nhé. Chống nước 200 m là dòng thợ lặn rồi. Đây ạ. Automatic. Aeromautic các bác nhá. Cơ automatic tự động. Đấy, một con hàng chính hãng. Máy là máy Thụy Sĩ nhá. Một ô của lịch góc 4 góc góc 3 giờ. Đấy. Toàn bộ thép 316, không han không gì, không xuống màu. Size 40. Nay xả bác giá toàn sập sàn này, chấp nhận lỗ nửa bác nhé. Mã 76. Đấy, size 40, giá tiếp tục là 5 triệu rưỡi bác nhé. 5 triệu rưỡi một em này. Các bạn thấy rẻ chưa ạ? Một con hàng chính hãng, đây, máy Thụy Sĩ này, mã 76, size 40, giá 5 triệu rưỡi. Đây, liền cho bác cái con Caravan. Xả bác sập sàn luôn nhé. Dòng Caravan này em xả bác banh nóc luôn. Đây ạ. Đấy, một con Caravan bác nha, máy Nhật xịn bác nhá. 21 chân kính nhá, automatic tự động nhé. Hai ô của lịch, một ô của lịch góc 6 giờ và một lịch thượng này bác nhé. Góc 12 giờ. Đấy. Ba kim là kim nung xanh các bác nhé. Cọc số La Mã. Máy là máy Mimota nhé, máy xịn của Nhật nhé. Đây ạ, máy Mimota nhé. Máy này không có điểm chê rồi. Nay em xả cho bác đều lỗ nửa bác nhé. Máy không còn nào không lỗi đó. Xả cho các bác men lỗ con nào lỗ nửa hết. Nhìn tết nhất rồi các bác ạ. Ôm làm gì nữa các bác. Bán tháo vốn đi để lấy tiền mà thu hồi vốn các bác ạ. Tết nhất đến nơi rồi. Chả ôm làm gì nữa. Con này là 3 triệu mấy này. Con này hình như cũng bán hơn 3 triệu sao ạ. Đây để rẻ bác luôn. Đấy. Mã 76 này. Size 41. Xem nào. Đó, size 41 này. Bác lấy con này em để bác cái giá là 2 triệu 6. Bác nghe cơ, có giật mình chưa? Mã 76, size 41 giá 2 triệu 6. 3 triệu 2 em xả còn 2 triệu 6 bác nhé. Xả đúng 50% luôn. Tiếp tục một con nữa cho bay lên luôn bác này. Người ta bán hàng Tết còn lên giá như em là Tết thì xả bác ạ. Nhà em thì đặc biệt này. Tết người ta lên giá người ta bán hàng em là Tết thì xả. Xả hàng thu hồi vốn. Đấy. Một em IV kép Carnival này.
cơ auto tích tự động nhá, một con hàng chính hãng của Carivan, mặt của nó là full đá này, dạ quang full dạ quang luôn, vàng hồng là mới keng nhé, vàng thật 100% các bác nhé. Máy này là đây là máy Senco này, máy NH35A bác nhé, là máy chính hãng của Senco đó, chống nước 50 m, dây da xịn luôn, dây da cá sấu này. À, đây là dây da bò, dây da bò dập vân cá sấu nhé. Con này là 4 triệu 8, 5 triệu mấy đúng không? Hôm nay em xả cho bác con này luôn. Quá đẹp luôn quá. Đây, con này của nó size 42 này, giá 4 triệu 7 đúng không ạ? À, mã 77 size 42 này, 4 triệu 7 hôm nay em để bác con này với giá là 3 triệu 6 các bác nhé, 3 triệu 6 đấy, các bác nghe nhầm đúng không ạ? Đấy, mã 77 này, size 42 giá 3 triệu 6 các nhé. Xả kiểu này các bác ạ, nó mới thu hồi vốn rồi, vì là Tết nhất rồi các bác ạ. Hết cái Tết là ế lắm, không ai mua đâu. Em tranh thủ xả này các bác ạ. Tiếp tục lên cho bác một con Caravan trên 5 triệu nhé. Con kinh điển. Đấy. Một con Caravan quá nhá, cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng của Caravan. Đấy, có nhìn nước vàng đẹp chưa? Vàng là bao bác, vàng thật 100% nhá. Máy nó là máy Senco nhá. Máy NH35A này ạ, Caravan này. Dây của nó là dây silicone quá nhá. Đẹp quá thể. Đẹp đẹp không thể nào mà tả được mà. Quá đẹp luôn này. Con này mã size 40 này, giá hơn 5 triệu đúng không ạ? Mày em xả bác này xuống còn mã 78 size 40 này. Đấy, con này giá của nó là 4 triệu, 4 triệu 8 bác nhé, 4 triệu 8 con này luôn. Đấy, mã 78 size 40 giá 4 triệu 8. Tiếp tục còn Han Pro này cho bay luôn. Đây, con này hơn 5 triệu này các bác đúng không ạ? Cho máy bay nốt. Này, siêu đẹp các bác nhé. Đấy, như một con Rolex các bác ạ. Đấy, Han Pro này. Đấy, cơ auto và tích tự động, một con hàng chính hãng của Han Maro luôn. Đấy, máy có nhìn chất chưa? Đấy, chống nước 50 m các bác nhé. Han Maro. Đấy, ổ khóa nó không khác gì mà con Rolex y chang luôn. Đẹp, con này cực đẹp. Phun vàng hồng các bác nhé. Đây, con này là giá này. Đây, 5 triệu 2 đúng không ạ? M31 này.
là mã 78. 78 size 40 này. Giá 5 triệu 2 à? Hôm nay em để bác cái này với giá là 3 triệu 8 các bác nhé. 3 triệu 8 thôi. Giảm một phát em nói với bác nửa tiền luôn. Mã 78 size 40 giá 3 triệu 8 các bác nhé. Tiếp tục làm con nữa các bác nhé, cho bay nó con nữa các bác nhé. Đây, xả cái con 5 triệu này các bác nhé. Đấy. Đây, chơi hẳn con này, xả luôn con này các bác nhé, cho nó máu. Đấy, một con Hamaro này, hàng chính hãng của Hamaro các bác nhé. Thương hiệu bây giờ nó quá nổi tiếng rồi, nổi tiếng rất nhiều năm nay các bác nhé. Đấy, máy toàn bộ là máy Nhật xịn và máy mi hết các bác nhá. Đấy, chống nước 50 mét. Đeo lên tay thì chấm hết luôn. Mã giá 5 triệu các nhỉ. Đấy, xả con này luôn. Con này là mã 79. Size của nó là 47. 5 triệu này em để bác với giá là 3 triệu 8 luôn các bác nhé. 3 triệu 8 luôn. Đấy, mã 79 này, size 47 này, giá 3 triệu 8. Này, tiếp tục còn nữa bác nhé. Còn này mấy triệu này. Này, con này 5 triệu 2 bác nhé. Cho mày lên luôn bác nhé. Đấy, một con Hamro bác nhé. Đấy. Hai tu bê lông và hai máy các bác này. Dây nó cực xịn luôn. Đây, máy có gì nhỉ? Đấy, máy là máy Senco có nhá, máy NH38A này. Đấy, một con máy xịn của Nhật nhá. Chống nước 50 mét. Này bắt đầu tay to tay em đeo cực đẹp luôn. Dây dựa nó miễn bản luôn nhé. Hanmoro. Đấy, có chơi những con này mới sướng ấy. Em phải xả những con nó đắt. Có nhé, đắt tiền thì xả nó mới bỏ vào. Xả cái bác chơi nó mới sướng. Xả mấy con rẻ rẻ nó chả được bao nhiêu không? Đây, size 44 này, giá 5 triệu 2 này. Bảo lấy con này em để bác cái giá là 80 này, size 44 này. 5 triệu 2 này em để bác con này với giá là 4 triệu mốt các bác nhé, 4 triệu mốt luôn.
Đấy, mã 80, size 44, giá 4 triệu 1. Tiếp tục cái con 5 triệu 2 này, cho lên nốt bao nhiêu. Mã 47 này. À, con này vừa lên rồi mà. Đây, lên con 3 triệu 2 bác nhé. Đấy. Đấy, lên một con siêu đẹp của 3 triệu 2 đây. Mặt này mà xanh xanh kiểu long đẹp lắm quá. Đấy. 21 chân kính máy Nhật xịn nhé. Đấy. Caravan hai ô của lịch nha, góc 6 giờ và góc 12 giờ. Đấy. Dây đờ mi mà vàng vàng hồng bác nhé. Đấy, kim cọc số vàng hồng hết luôn. Thép của nó thép 316 này, có nhìn sáng trưng luôn. Máy này, máy là máy Mimota xịn của Nhật nhé. Chứ không phải như cái hàng 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 trôi nổi ở ngoài thị trường nó bán cho các bác hơn 2 triệu đâu nhé. Hơn 2 triệu là máy tàu bác nhé. Này chống nước 30 mét này. Đấy, xịn sò và như thế này các bác nhé. Chất như nước cất luôn. Size 41 này. Đấy, con này là mã 81. Size 41 này. Đấy, giá con này chỉ có 2 triệu 8 bác nhé. 2 triệu 8 thôi. Mà 2 triệu 7 đi các bác nhé. Giá thế 2 triệu 7 đi. Cho nó bay hàng nhanh các bác nhé. Đấy, mã 81 này. Size 41 này. Giá 2 triệu 7. Đây. Lại một con 3 triệu 2 đây. Cho đi luôn bác nhé. Vẫn còn đó, con này dây da các bạn. Nè, con này lịch khác, hai của lịch góc 3 giờ. Đấy, kim cọc số là mạ vàng hồng này. Con này liền vàng hồng này. Máy là máy Mimota xịn của Nhật nhé. Được chưa? Chống nước con này là 30 mét. Dây da là dây da này. Dây da bò thịt xịn xò nhé. Đây. Đẹp mê ly luôn, khóa chưa khui này. Đây, con này là mã 82 size 41 này. Đây, con này giá 2 triệu 6 con nha, giảm nửa tiền luôn các bác, giá thế cho nó máu. Mã 82 size 41 giá 2 triệu 6 luôn. Đây, con này là 3 triệu 1 này. Mặt này nó dạng như là mặt màu 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 đồng các bác ạ. Màu nói chung là rất là độc lạ. Đấy. Kim cọc số luôn, vàng hồng luôn. Đấy. Vàng là vàng thật đó nha, máy là máy Nhật xịn nha. Đấy, có chơi cái hàng này thì yên tâm chưa? Máy Mimota của Japan này. Chống nước 30 mét này, dây da là dây da xịn nha.
Siêu đẹp. Size 41. Mã 83. Size 41, bao lấy cái này để bác giá là 2 triệu 6 luôn này. Mà 83 nhé, size 41 giá 2 triệu 6. Đó. Đấy, video ngày em xin phép tạm dừng các bác nhé. Các bác ưng em nào nhé, tay liên hệ. Em xin chào các bác.